Xin chào các bác nhé, hôm nay em lại tiếp tục bàn giao xe lân. Một chiếc Komatsu FD30-11. Chiếc này thì mới hôm trước em đã giới thiệu cho các bác. Đấy, đang là có bác cách ở Sóc Sơn, Hà Nội là chốt luôn. Đấy. Xe thì nguyên bản gần gù này, chỉ có đổi lốp kép hơi mới cho các bác này. Đấy, hai lốp sau hơi để nguyên này. Đấy, thắp lưng 4m nguyên bản này. Đấy, xe thì sơn tỉa lại thôi, các phần sơn tỉa lại cho nó dặm sơn thôi. Đấy, xe rất là đẹp luôn, 3 tấn 11. Đấy, cho bác khách làm một đơn dựng kèm thêm cả gầu này. Xe làm quá ok luôn, máy gọi là ga không có tí khói nào, quá khỏe. À, dòng 11 này quá là bền luôn. Đấy, có mấy bác vẫn lăn tăn hỏi là em ơi xe đời sâu thế, xe em ơi giá thế này giá thế kia. Đấy, xin thưa các bác là xe đời 11 có thế. Đấy, các bác hỏi hiệu thế mà nếu mà tìm được con xe ngon như này thì rất là hiếm luôn, chạy 1.400 giờ thì kiếm ở đâu ra. Đúng, em xem máy đúng chuẩn chỉ 1.100 giờ, máy văng óng luôn. Em sang máy cho bác xem, cực kỳ ok, với cái tầm tiền hơn 200 triệu. Và các bác đi tìm mua xe mà bền mà có thương hiệu như Komatsu thì rất là khó. Đấy, lốp này. Đấy, các bác mà thích thì có thể mua thêm 2,5 tấn nó sẽ giảm được tí tiền đi, cũng không giảm bao nhiêu. Phải lốp này hoàn toàn lốp mới, gầu là gầu mới. Đấy, lốp sau này rất đẹp luôn. Đấy, số tự động nha, máy bằng ống nguyên zin từ con ốc, ống xả của chiếc bơm biếc nguyên zin hết, cái quạt két nước này. Bây giờ chạy đây. Đấy, ngoài chiếc này ra anh em còn con Nissan 3 tấn này, rồi là rất là nhiều xe này. Các bác cần dòng nào xe lưng điện, xe lưng dầu thì cứ alo trực tiếp em nhé, 0379 875 765. Đấy, tầm tiền thì khoảng 150 là có xe nào vẫn dựng rồi. Em đang làm luôn cái này để chuẩn bị đăng kiểm nhé. Các bác cần dòng nào cứ liên hệ trực tiếp bên em nhé. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin chào các bác ạ, hôm nay mẹ tiếp tục bàn giao một siêu phẩm xe lưng hàng Nhật bãi chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Bọn em Sumitomo 4 tấn, sản xuất vào năm 2014. Chiếc này thì nguyên bản là lốp kép gật gù, em đã chuyển đổi qua cơ cấu mâm xoay kẹp giấy cho khách hàng. Đấy, kẹp tròn xoay. Đấy, tháp 4m nguyên bản. Đấy, lốp láp nguyên bản. Xe này thì em sơn tỉa lại và bảo dưỡng ngon lành. Đấy, bán giao về Hưng Yên. Đấy, cho bác khách làm giấy, làm công ty giấy. Xe thì đầy đủ hóa đơn, giấy tờ, kiểm đỏ. VAT là xuất thuế theo yêu cầu. Xe này thì thuế theo xe rất là cao luôn này. Kẹp tròn này, kẹp này, quận kẹp này kẹp được rất là to luôn. Kẹp có 4 tấn mà là gần tháp Bati Badao chui công. Lưng cao 6m. Xe rất là đẹp luôn. Xe này Văn Giang Nguyên, rất là đẹp, sơn zin lại, máy móc rất là chất luôn. Còn hàng Nhật bãi chưa qua sử dụng tại Việt Nam, sản xuất năm 2014. Ghế đẹp nhá, máy đẹp long lanh luôn. Em đi một cặp nhá, một chiếc 4 tấn này và một chiếc 2,5 tấn FB này. FB này dòng rất là hiếm luôn này. Dòng này thì chạy rất là êm luôn, xe điện mà, xe điện ắc quy nước, di chuyển bằng bùn vanh đặc, bên sạp vàng. Đấy, xe này thì có cục sạc và em tặng kèm cho các bác là một can nước cất để các bác châm bình nước. Xe thì đẹp đời cao nhá, hoạt động mới có 7.000 giờ thôi, tháp 4m, bảo dưỡng con này rồi càng mét 2. Xe rất là ok luôn, làm rất đẹp. Lực cất này, ghế nguyên bản của hãng Komatsu nhá, nhập Nhật trực tiếp luôn, giấy tờ đăng kiểm đầy đủ. Đấy, hai xe này thì em bán loanh quanh tầm xe này thì loanh quanh 200, chiếc kia thì 300, vào gần 500 triệu, hơn 500 triệu. Rồi một đại gia ở Hưng Yên mua liền hai chiếc, chạy hoàn toàn bằng ắc quy nhá các bác nhá, ắc quy nước, xe điện. Đấy,
dòng xe điện nó rất là phổ biến luôn, rất là nhiều người mua. Các bác có thể tham khảo thêm hoặc là alo em tư vấn với các bác mua xe điện nhé. Bãi luôn sẵn này, sẵn rất nhiều luôn. Đấy, em còn hai chiếc FE ở đây nhá. FB là pin ướt, còn FE là pin khô sạc nhanh. Chiếc này thì có pin pin này thì có sạc nhanh các bác nhá. FE là sạc nhanh, pin khô. Các bác không phải châm nước thì hết. Đấy, hoàn toàn cứ thế hết điện là không dùng nữa, cắm điện vào sạc thôi. Còn FB là các bác phải châm nước. Acquy nước là như thế nào? Acquy nước là đây, ví dụ em lật thử một chiếc này cho các bác xem này. Đây. Trong này có một cái gọi là một loạt bình. Đấy. Bình này thì sẽ có nước như này. Đây. Sẽ có phao các bác phải châm vào. Châm vào thì để sử dụng, để cho nó bền hơn thì các bác phải châm khoảng độ 5 đến 7 hôm các bác kiểm tra thường xuyên. Đấy, ví dụ phao mà nó chìm thì các bác ví dụ chìm đến đây là nó hết nước. Hết acquy thì bác phải châm thêm nước cất. Châm nước cất là cái nước gọi là phổ biến nhất. Các bác không nên nghe theo lời của ai là châm axit phía trước chỉ khi không có sự hướng dẫn của chuyên gia. Các bác cứ châm nước cất cho em. Thì nước cất này thì không có khoáng, không có tạp chất gì. Đấy, cho vào nước tinh khiết, đấy là nước chất tinh khiết nhá. Đây em có một lô này. Từ 5 tạ đến 2,5 tấn. Các bác còn dòng nào cái lô trực tiếp nhá, xe điện. Còn xe lưng dầu thì từ 1 tấn đến 5 tấn. 0379875765 hân hạnh được phục vụ các bác ạ. Chào các bác ạ, hôm nay em lại tiếp tục bàn giao xe lưng ạ, một chiếc Komatsu HD257, máy dầu số sàn thắp lưng 4m. Xe thì nhập Việt nguyên bản, tất cả các thứ mọi thứ đều nguyên zin hết. Chỉ có cái tháp này em thay từ 3m đến 4m cho anh khách. Anh làm phân bón nông nghiệp. Xe có thêm cả gầu để anh ấy đảo phân. Xe thì nguyên bản từ Việt về. Lốp này, đồng quả lốp sau gần như là mới luôn. Lốp thì ra lốp trước hơi, các bác lốp này chạy thoải mái nhé. Bán về Chí Linh Hải Dương nhé. Gầu này là em bán 5 triệu này, gầu bé hơn này là 4 triệu này. Xe đã bảo dưỡng ngon lành hết. Đấy, kém thêm đứa bao càng trong xe này. Nhập Nhật, giấy tờ đăng kiểm đầy đủ. Đấy. Gầu rất là ngon nhé. Gầu này thì các bác có thể xúc cát, xúc bùn cưa các thứ, rất là tiện luôn. Xe rất là ok, máy móc sáng trưng. Máy rất là đẹp luôn. Dòng này chỉ tầm hơn 100 là có xe thôi. Xe thì đây là tắt máy rồi, đèn còi gương xi nhan, tất cả mọi thứ đều đầy đủ. Các bác nào mà quan tâm về hàng xe lưng Nhật bãi giá cả hợp lý với sức lượng thì có thể alo bên em. Đấy, làm rất là nhiều xe. Đấy, xe thì lúc nào cũng sẵn bãi phục vụ các bác. 200 xe lưng dầu và gần 100 xe lưng điện. Đấy. Xin chào các bác nhé.